Các bạn ơi, mình mới làm xong miếng đất 40 công rồi các bạn. Mà giờ mình đợi nước để ra xà lan các bạn. Mấy bữa nay nước kém quá. Mình hiện tại mình đậu ở chỗ này là 2 ngày rồi các bạn. Mà mình nghe mấy anh đồng vòng đây nè, mấy anh nói khoảng khoảng 2 ngày nữa mình mới ra được. Tại vì nước kém quá. Ở ở trong đập mình nè, hiện tại nước rất là cao. Mà bây giờ ở phía ngoài nè, nước giờ nước lớn lên nó chỉ lớn tới đó là hết lốc rồi các bạn. Ở ngoài đang thấp hơn ở trong khoảng 5 tấc kìa. Mà khi mình nông mình xà lan mình kéo ra thì cái lượng nước ở trong cái ao 40 công mình nè, nó sẽ tuôn ra rồi mình đất nào của mình sẽ bị trôi đi hết các bạn ơi. Bị trôi hết rồi mình không có đất đắp. Mình chuyền đất nhão ra để ngoài này rất là nhiều. Giờ mình đang kéo ra cái đập 40 công. Cái đất nhão mà mình quăng ra nó bị sạt lở gì đây nhiều quá các bạn ơi. Đập này khó làm quá. Mà bây giờ hai bên này nè, mình cứ đổ đất hoài nè, nó bị bể chân, mình đổ đất tuột ra hoài hả các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ đất ngược về đây. Cũng tùy nhầm theo cái đập nha các bạn. Chứ không phải đập nào mình làm về thì rất hao giờ cho chủ đất. Mà tại vì cái hoàn cảnh này là mình bỏ đất mình bỏ không được. Bên đây thì mình bỏ, trên đây nó tuột xuống không à. Mà chỗ này đất rất mềm, mình bỏ xuống thì nó sẽ bung ra, càng bỏ là càng bung. Mấy ngày nay thì mình nằm mình đợi mất khoảng có 2 ngày rồi đó các bạn. Bữa nay mình mới thấy nước hơi lên được tí rồi nè. Nên giờ mình ráng mình ra. Chứ nằm đây hoài chắc chết các bạn ơi. Giờ nó nhão dữ lắm các bạn, nhão từ xưa giờ mình thấy có cái đập này là mình ngán nhất á, tại vì nó nhão quá trời. Mình ra cái đập này nhiều khi mấy bạn tài xế mà vào ngày lâu, các bạn đừng thấy mình đem cây về các bạn cười mình nghe các bạn. Đứng đây rồi mình dưới đất mình hút mình thủ ra ngoài này. Cái đập này mình đang cần đất rồi mình bỏ xuống nó chạy xuống không hả các bạn. Nên mình mới làm cái cách vậy hả các bạn ơi. Mình giờ mình tâm sự thật với các bạn là mình dự định mình đi về xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang mình làm. Nhưng mà các bạn có xem cái clip của mình mà mình quay chiếc Sumi mà anh bạn của mình xuống dưới mình chơi á. Cái anh bạn mà mình làm cái clip mà mình tăng 2 tăng 3 á, thì bạn đó có cái chú cò mà dẫn cho bạn đó đó. Hiện tại giờ ở trong trong cái rừng Long Khánh đó đó, hiện tại giờ đang rộ đất các bạn. Mà giờ xe thì giờ mà người ta có việc làm cũng nhiều rồi. Nên giờ chú đó điện mình xuống rồi kêu mình giúp một chút các bạn. Thì chắc ở sông này mình sẽ đi về dưới luôn các bạn ơi. Chắc sáng ngày mai mình đi. Chứ hiện tại giờ cái tháng mưa này nè, mình đi kiếm đất lan này mình dễ mần. Còn giờ hiện tại giờ mình tâm sự thật bạn luôn, mà Vinh Kim mà xã Vinh Kim bây giờ mình có tới 2-3 hồ đặng mình làm hộ nghiệp á. Nhưng mà bây giờ thì tháng mưa rồi nè, thì mà cõi là mình chắc không có đẹp cho bà con vậy đó. Nên chắc mai chắc mình điện cho mấy anh bạn của mình á, mình nói mấy ảnh phơi đất hết bữa đi, rồi mình sẽ ra làm
xong ở dưới này rồi mình sẽ tranh thủ mình về tránh mà làm. Nãy giờ mưa quá các bạn ơi, thì mình làm không ai quay nữa. Với một phần á, mình tâm sự với các bạn là anh chủ đất á, ảnh điện mình thì mấy cái bạch đằng này nè, với lại tấn bì bồ này nè, là ảnh nói mình nhờ cái chú mà mấy cái clip trước mà cầm tre đâu đó, bạch đằng đâu đó, có chú đó. Nhưng mà bữa hôm nay thì chú đi đám các bạn, rồi chú ra không được, nên á, mình tâm sự thật là bản thân mình xuống là tự mình cẩu luôn nè, rồi về tự mình buộc dây rồi mình lên xe rồi mình chạy mình cầm luôn nè các bạn. Nên mưa gió là tự mình làm luôn. Đây mình tâm sự thật. Các bạn biết lý do sao không? Lúc đó thì nước nó đang đứng lớn à. Thì mình cũng tranh thủ mình làm, nếu như mình không ra được thì mình chảy hết một ngày các bạn. Mình đậu đợi chú đó chảy một ngày nên mình chịu cực mình làm luôn. Mình làm rồi thì nước ròng luôn. Ròng luôn đắp chưa được các bạn. Tại toàn bùn cháo hả? Nên mình mới xịa bạch đàn nè. Với lại bê bồ mình tấn bạch đằng này ở trước màn hình của các bạn, là bên đó là mình cầm một bên là 5 cây á, 5 cây dài á, rồi mình gắt một cây bạch đằng ngang nữa, nên mình không có cầm tre, có mình cực quá. Tại vì nhà của anh chủ đất rất là xa các bạn ơi, xa lắm mà mưa gió nhiều quá nên ảnh cũng không ra được. Nên các bạn xem clip á, các bạn đừng có phiền nàn gì ảnh ha. Nên mình đi bằng mướn mà, mình phải chấp nhận hết các bạn. Đất hiện tại rất là nhão, nhão dữ lắm, không có miếng đất khô luôn các bạn ơi. Nên mình mới xịa bê bồ thôi. Chứ cái dàn cây này nè, mình cũng suy nghĩ hoài à. Nếu mình bẻ hết dàn cây này ra thì ngay cái cửa biển Ba Động này nè sẽ quánh vô bức cái bờ này nữa. Nên mình dàn cây này mình chừa lấy hết. Mình chừa dàn cây này lại cho cây này nó sống chịu chân bờ lại. Thì hồi nãy có cái mấy cái anh đặt lú mà xong nè, mình hỏi ảnh coi phía nay mấy giờ nước lớn vậy anh, thì ảnh mới nói với mình là phía nay 2 giờ sáng các bạn. 2 giờ sáng là mình dậy mình đắp. Hiện tại bây giờ là 2 giờ sáng nè các bạn. Cái đập 40 công này nè, mình làm ở mình còn hơi bị lỡ dở một vấn đề các bạn, do cái chỗ mà nguyên cái đường mương quá sâu đi. Hiện tại giờ mình cái bờ mình dựng vẫn chưa được, mình nằm xà lan mình ở dưới, mình bắt đất vô, mình đẩy vô là cũng giống như là mình đẩy vô là hết khả năng mình đó. Hiện tại giờ nước sẽ không còn tràn nữa. Rồi mình đợi sau này á, mà đất nó dẻ lại á, có thể sang năm rồi mình sẽ xuống một lần nữa các bạn. Rồi mình đừng có nói gì rồi, vì chấp nhận các bạn ơi. Cái chỗ đó thì mình không thể nào mình vuốt cái ta ly được. Thì tất cả mọi người đều hiểu vấn đề đó, tại vì cái đường mương quá sâu đi. Chỉ một đoạn thôi, một đoạn không được cao thôi. Còn toàn bộ cái phần kia thì mình làm được hết. Có bạch đàn với bê bồ cầm á, làm đỡ quá các bạn ơi, nó không có
tuột ra. Còn là một cháu không à. Làm đất mà có dư mình bắt lên cái bờ này luôn cho nó cao đại luôn. Bây giờ đang mưa nữa các bạn ơi. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký cho mình nghe các bạn. Đăng ký cho toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của các bạn á có cái chuông thông báo, các bạn bấm vào đó cho mình. Khi mình ra một cái clip mới á nó sẽ hiển thị vào máy của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.